ông Đặng Đình Mạnh và Võ An Đôn từng nhận bào chữa cho nhiều tội phạm liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Việt Nam. Gần đây, hai ông đã có một số va chạm với những cơ quan, tổ chức chính thống trong lĩnh vực tư pháp và hành pháp. Trong tuần qua, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã khai thác các va chạm này để công kích tính nghiêm chỉnh, minh bạch của hệ thống tư pháp và hành pháp của Việt Nam. Các vụ va chạm của Đặng Đình Mạnh và Võ An Đôn chủ yếu diễn ra trong hai năm 2017 và 2018. Cụ thể, ngày 26 tháng 11 năm 2017, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn do ông Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu các luật sư, các cơ quan tố tụng đảng, nhà nước. Sau đó, ông Đôn cũng bị tịch thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Ngày 27 tháng 5 năm 2018, Võ An Đôn viết đơn khiếu nại quyết định kỷ luật này dựa trên ba lập luận. Thứ nhất, Đôn nói rằng đoàn luật sư tỉnh Phú Yên không mời Đôn dự bất cứ phiên họp xem xét kỷ luật nào, cũng không cho Đôn xem các tài liệu trong hồ sơ kỷ luật, và việc này trái với điều 19 quy định xử lý kỷ luật luật sư. Thứ hai, Đôn nói rằng quyết định kỷ luật đã không chỉ ra được các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của các luật sư, các cơ quan tố tụng, đảng và nhà nước. Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Võ An Đôn bổ sung thêm một nội dung khiếu nại nữa, rằng theo điều 15 quy định về xử lý kỷ luật, thì Đôn không thuộc các trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức xóa tên. Ba lập luận vừa nêu của Võ An Đôn đã được Bộ Tư pháp trả lời đầy đủ vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Cụ thể về lập luận thứ nhất, Bộ trả lời rằng đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã ba lần gửi giấy mời Đôn dự phiên họp xem xét kỷ luật, nhưng Đôn đã nhận giấy mời, ký xác nhận rồi vắng mặt trong cả ba lần. Sau đó, Đôn đã có mặt trong phiên họp xem xét kỷ luật vào ngày 11 tháng 11 năm 2017 và ký xác nhận sự có mặt của mình trong buổi làm việc với đoàn xác minh khiếu nại vào hôm 16 tháng 7 năm 2018. Về lập luận thứ hai, Bộ trả lời rằng quyết định kỷ luật ngày 26 tháng 11 năm 2017 đã nêu rõ 6 bài viết, phát ngôn, bài trả lời phỏng vấn có dấu hiệu vi phạm của ông Đôn. Và các văn bản này trái với khoản 4, điều 15, với điều 25 Hiến pháp năm 2013. Về lập luận thứ ba, Bộ trả lời rằng đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã kỷ luật ông Đôn dựa trên quy định tại điểm C, khoản 2, điều 15. Theo đó, ông Đôn gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của nghề luật sư. Vì vậy, cả ba nội dung khiếu nại của Võ An Đôn đều bị bác bỏ. Đáp lại, ngày 4 tháng 12 năm 2018, Võ An Đôn đâm đơn kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhằm yêu cầu tòa hủy quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên và phục hồi chứng chỉ hành nghề cho mình. Trong khi đó, Đặng Đình Mạnh kể rằng, sau khi bào chữa cho Huỳnh Thục Vi hôm 30 tháng 11, Mạnh đã bị cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra giấy tờ vì lý do gây tai nạn. Sau đó, khi Mạnh nói rằng mình không gây tai nạn và xe Mạnh có camera hành trình để chứng minh việc này, cảnh sát đã cho Mạnh đi tiếp dù chưa xem video bằng chứng. Dựa vào việc này, Lê Công Định viết rằng Mạnh bị sách nhiễu vì nhận bào chữa cho Huỳnh Thục Vi. Ngoài ra, Định cũng kể thêm rằng Mạnh bị chặn đường, cướp laptop hồi tháng 5 và vụ Mạnh bị bắn vỡ cửa kính xe hồi tháng 11. Khi BBC và RFA tiếng Việt tường thuật về vụ việc của Đặng Đình Mạnh, họ chủ yếu dựa vào lời kể của Lê Công Định. Trong tuần qua, các bài viết khai thác hai vụ việc vừa nêu chủ yếu do Võ An Đôn và Lê Công Định định hướng. BBC và RFA thực hiện phỏng vấn, đưa tin, còn các cá nhân khác chỉ phụ họa. Trong những bài này, họ thực hiện tuyên truyền theo ba hướng. Thứ nhất, họ đăng các nội dung khiếu nại của Đôn và lời kể của Định, nhưng không đăng các văn bản trả lời của Bộ Tư pháp. Thứ hai, khi trả lời phỏng vấn, một số cá nhân chống đối từng làm thân chủ của Đặng Đình Mạnh đã khen Mạnh là người can đảm, yêu nước, không tư lợi, chỉ một lòng hy sinh vì cộng đồng. Đổi lại, Mạnh cũng khen các thân chủ của mình theo hướng tương tự. Trong khi đó, RFA ca ngợi Võ An Đôn là luật sư của người nghèo. Cuối bài, họ nói rằng cần có thêm các luật sư bảo vệ cho bất đồng chính kiến. Thứ ba, họ đồng loạt viết rằng hệ thống chính trị ở Việt Nam không hoạt động dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Vì vậy, các luật sư và các bộ luật chỉ có tác dụng trang trí, làm cho hệ thống Việt Nam trông có vẻ giống các nước tư bản phương Tây, chứ không có thực chất. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra ba ý kiến. Thứ nhất, ông Đặng Đình Mạnh chỉ bị cảnh sát giao thông giữ rồi thả đi. Ta không có đủ chứng cứ để khẳng định rằng
ông bị công an sách nhiễu. Ông Mạnh cũng không thể khẳng định rằng mình bị bắn bằng đạn chì vì vô cửa lỗ. Ông Mạnh cũng không thể khẳng định rằng mình bị bắn bằng đạn chì vì dù cửa sổ có lỗ thủng, ông đã không tìm thấy đầu đạn ở trong xe. Như vậy, trong hai vụ việc gần nhất, ông Mạnh đang thổi phồng vấn đề để thu hút sự chú ý của truyền thông. Thứ hai, qua việc Giới Dân Chủ đưa tin một cách võ đoán về hai vụ việc của Đặng Đình Mạnh và che giấu một nửa sự thật trong vụ của Võ An Đôn, có thể thấy họ chưa sẵn sàng hoạt động trên cơ sở tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật. Vì vậy, họ không có tư cách nhân danh sự thật và pháp luật để công kích hệ thống tư pháp, hành pháp của Việt Nam. Thứ ba, nếu các nhà dân chủ đã cho rằng luật sư chỉ có tác dụng trang trí trong các phiên tòa xử mình, thì họ nên ngừng thuê luật sư để dành tiền làm những việc có ích.